Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình nạn nhân bị lũ cuốn trôi khi bắt cá tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10 tháng 10, ông Thái Bá Thuận, 42 tuổi, trú tại thôn Phước Nhơn, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, cùng em rể đi bắt cá tại đập Đồng Nghệ. Trong lúc bắt cá, người đàn ông 42 tuổi bị trượt chân, ngã xuống bãi tràn thoát nước của đập và bị lũ cuốn mất tích. Đến chiều ngày 13 tháng 10, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Trước hoàn cảnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lê Văn Minh chia buồn trước sự mất mát của gia đình, động viên mọi người cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.